À, Phước Sửu đang có mặt tại dự án Thủ Thiêm Side River. Thì hôm nay Phước Sửu sẽ review đánh giá lại cho cả nhà được biết là tiến độ mới nhất của cái dự án Side River Thủ Thiêm này đến đâu rồi, và hiện tại chủ đầu tư đã triển khai những hạng mục nào và thi công những hạng mục nào, và những cái hạng mục nào đến thời điểm bao giờ thì được bàn giao. Thì video sắp tới Phước Sửu sẽ review chi tiết đầy đủ thông tin về dự án này cho quý anh chị nắm bắt rõ hơn về tiến độ dự án nha. Và đây được xem là dự án lớn nhất khu Nam tại thời điểm hiện tại. Dự án còn có một vị trí đẹp và đắc địa khi nằm ngay trên tuyến đường Bắc Nam, kết nối với khu đô thị Cảng Hiệp Phước và trung tâm của thành phố. Vậy thì tiến độ thi công của dự án tới thời điểm hiện tại đã được xây dựng như thế nào? Thì ngày hôm nay, kênh YouTube Bất Động Sản Tiềm Năng chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin này cho quý vị nhé. Sau quá trình 10 năm hình thành và phát triển, khu đại đô thị Thủ Thiêm đã và đang phát triển mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng, cũng như các dự án đã được xây dựng liên tục. Đối với dự án Thủ Thiêm đã được động thổ vào năm 2018, cho tới thời điểm hiện tại thì dự án đã và đang triển khai xây dựng giai đoạn 1, bao gồm 2 tòa nhà đã xong phần móng, một tòa đã xây dựng đến tầng 4 và một tòa đang xây dựng xong tầng 5. Vị trí của dự án Thủ Thiêm Side River nằm ở lô 3.33.7 và 3.11. Quy mô bao gồm 3,3 ha, nằm ở trong khu chức năng số 3 khu đại đô thị Thủ Thiêm. Quy mô của toàn dự án Thủ Thiêm Zeitgeist bao gồm 6 căn hộ cao từ 12 cho đến 32 tầng, 1 đến 2 tầng hầm. Khối đế sẽ gồm 4 tầng trung tâm thương mại, đại tiện ích tăng. Dự án dự kiến cung cấp cho ra thị trường hơn 800 sản phẩm căn hộ tại các giải pháp như là Shophouse cao 4 tầng, giai đoạn 1. Dự án Thủ Thiêm được triển khai với 2 lớp căn hộ cao 32 và 25 tầng. Giai đoạn 1 của dự án sẽ được công bố ra thị trường trong tháng 11 năm nay. Chắc chắn sẽ là một dự án mang dấu ấn cũng như tầm cỡ của chủ đầu tư để có thể mang được tiếng vang và giá trị chân thật nhất đến từ dự án. Hãy cùng đón chờ những thông tin mới nhất từ kênh YouTube Bất Động Sản Tiềm Năng của chúng tôi nhé. Và nếu có bất cứ câu hỏi nào, quý vị hãy comment cho chúng tôi biết phía bên dưới. Hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã xem qua kênh Phước Sửu Realtor. Để có nhiều thông tin hơn nữa về dự án Side River Thủ Thiêm, quý anh chị hãy cùng đồng hành với Phước Sửu tìm hiểu những cái video tiếp theo để Phước Sửu phân tích về là tiến độ của dự án, giá bán, hình thức thanh toán, là những cái tiện ích và những cái thông tin lý do nên đầu tư vào dự án Side River Thủ Thiêm. Xin cảm ơn quý anh chị đã xem kênh và đừng ngần ngại hãy inbox cho Phước Sửu theo số hotline bên dưới. Phước Sửu sẽ cung cấp nhiều cái thông tin và những chính sách mở bán mới nhất của dự án cho quý anh chị để quý anh chị nắm rõ hơn về thông tin của dự án nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.